Đây. Trước hết em phải hiểu là tính oxy hóa là khả năng hút e. Hút e càng mạnh thì tính oxy hóa sẽ càng mạnh. Thế bây giờ chúng ta đến với cái for lo này ở chu kỳ 2. Chu kỳ 2. Đây, nó có hai lớp e đây. Thầy viết này, hạt nhân bằng điện dương nhá. Thì có một lớp này, hai lớp này. Thế còn calo nó ở chu kỳ 3. Chu kỳ 3 thì nó có ba lớp e. Đây, một lớp, hai lớp, ba lớp. Brom thì ở chu kỳ 4 nó có bốn lớp e. Thế còn iốt ở chu kỳ 5 thì có năm lớp e. Em hình dung ra mỗi một lớp e nó giống như là một cái áo bông ấy, rất là dày. Vậy thì khi tăng số lớp e lên, giống như kiểu em khoác thêm một lớp áo bông đấy, nếu thêm một lớp thì bán kính nguyên tử nó sẽ tăng lên, nếu thêm một lớp nữa thì bán kính nguyên tử sẽ tăng lên nhanh hơn nữa, nếu mà thêm một lớp nữa thì bán kính nguyên tử sẽ còn tăng nhanh hơn nữa. Vậy cứ càng nhiều lớp e thì bán kính nguyên tử nó sẽ ngày càng tăng. Bán kính nguyên tử ngày càng tăng thì khoảng cách giữa hạt nhân và lớp vỏ đây, khoảng cách giữa hạt nhân và lớp vỏ đây này, đấy đây này, người gọi bán kính nguyên tử. Đây, khoảng cách giữa hạt nhân và lớp vỏ, ký hiệu bán kính nguyên tử R. Nếu càng nhiều lớp e thì khoảng cách giữa hạt nhân và lớp vỏ, tức là bán kính nguyên tử ấy, nó ngày càng lớn lên. Ngày càng lớn lên thì em phải hiểu rằng là giữa điện dương và điện âm nó hút nhau, thì cái khoảng cách mà càng xa thì lực hút sẽ càng yếu, mà lực hút càng yếu thì cái tính oxy hóa nó sẽ yếu theo. Từ phờ lo đấy, từ lo đến clo đến brom đến iốt thì số lớp e nó tăng dần, nên là lực hút giữa hạt nhân và lớp vỏ nó sẽ yếu dần. Đấy, khoảng cách nó xa dần mà thì lực hút yếu dần, lực hút yếu dần thì tính oxy hóa nó phải giảm dần thôi. Đấy, bây giờ em viết lại đi nhé, viết lại đi xong nộp lại thầy xem.